Hôm nay Julie sẽ hướng dẫn cho các bạn cách phun môi trên nền môi không thâm để mà tạo sự tự nhiên cho cái môi, cái gương mặt của bạn mẫu. Thì Julie sẽ vẫn là phun không có khung để tạo sự tự nhiên nhất cho bạn. Và hôm nay Julie sẽ phun hai lượt cam tươi và sau đó sẽ lên màu chủ đạo là màu hồng cam. Và đối với phương pháp phun môi như thế này, Julie sẽ tiến hành là phun theo đường viền môi thật của mẫu. Căng da, các bạn để ý ngón tay cái của Julie sẽ để trên phần da môi. Ngón tay trỏ Julie sẽ để gần mép môi thế này. Julie căng da ra để mà Julie có thể đi vào bên trong lòng môi. Với kỹ thuật phun không viền như vậy thì các bạn sẽ thấy là rất là tự nhiên, phun theo đường viền thật của mẫu. Thì tới khi bong ra màu cũng sẽ tự nhiên hơn nha. Còn đối với Julie thì Julie vẫn thích về những kỹ thuật mà nghiêng về tự nhiên hơn. Và với kết quả phun môi như thế này thì 2 ngày rưỡi môi sẽ bong sạch vẫy hoàn toàn và màu môi sẽ có màu cho bạn mẫu luôn.